Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khả nè mày. Rồi thì Khả có rao thử lên gia truyền nè mày. Thì cũng được thằng em Huỳnh Ca mua với giá là 20 kim nè mày, tương đương là 20 kim, khoảng 1,4 triệu. Nó 20 kim thì không ngoài 20 kim, cũng tầm 1,4 triệu khoảng 20 kim, đúng rồi. Ok, bây giờ thì đỡ thằng em nó ban rồi, Khả với giao dịch cho anh em xem nha. Đây nè mày, gia truyền vừa rồi anh em cũng xem sơ qua thì có thể nói đây là gia truyền đầu tiên server về hướng nữ nha mọi người. Đó là nhân vật nữ với cái kháng tất cả 15, sinh lực, nội lực và kháng cả 15. Thì với cái server này thì Khải cũng có thể cảm nhận là cái giai này giai đầu tiên thôi mày. Có những giai trước thì nó kháng tất cả 8, 9, 10, 11, 12 thì 11, 12 cũng chưa có nhiều. Thì giai này có thể nói là giai đầu tiên của nhân vật nữ. Thì Khải đang bán với giá khoảng 20 kim thôi. 20 kim. Có gì anh em chờ cùng chờ đợi ban rồi chúng ta giao dịch cho anh em xem nha. Đó, bắt 93 về bờ nha nè. Nó lâu lắm rồi mới có món về bờ này mà. Rồi, anh em cùng chờ đợi một tí để về khai nhận tiền xong rồi hãy giao dịch cho anh em xem nha. Hình ca này cũng trong cũng là một trong những cao thủ Thúy Yên khá là vip đó mọi người. Tí nữa Khải sâu đồ cho anh em xem. Ảnh này cũng áo nhu tình này nọ, các kiểu anh em không đùa đâu nè mà. Hiện tại server áo nhu tình lên có giá đến từ 6 cho đến 8 triệu nha nè. 6 đến 8 triệu. Hình ca hiện tại là đang top 3 Thúy Yên. Đang top 3 Thúy Yên. Hồi xưa đánh ngày nào cũng lên top 8 kim luôn á. Ít hôm Khải thì sau đồ chuẩn hơn một xíu trong cái vòng đánh tấm kim cho anh em xem. Anh em đợi tới hình ca online dịch rồi Khải cho anh em xem sẽ đồ hình ca nha. Rồi ok anh em ơi, ok đã nhận nè. Rồi thì bây giờ bán giao dịch nha anh em ơi. Ok giao dịch cái này thì mình uy tín tí mình xóa cái tag auto này mà đỡ nó bán cái chất bà luôn. Rồi ok bán giá trị được 1,4 triệu nha anh em ơi. Rồi có tiền đập tiếp những lệnh bài bot tiếp theo này mà. Đây, quá đẹp luôn. Đây, trước khi dịch cho anh em xem, đây là một trong những cao thủ tân chủ môn Thúy Yên này mà. Khá chịu chơi nha. Ui, full sức tiếu này mà. Một cái nón chống 40, sinh lực lực. Một cái vũ khí chống 40, sinh lực lực. Một áo nhu tinh. Áo nhu tinh này hiện tại phải có nói thì giá của server hiện tại tầm này 6 đến 8 triệu này mà. Một cái tay thủ lý làm chậm. Một đôi giày tóc 40, thắng lôi 30. Một diện cả 11, ok. Một đài khăn lôi, nhận khăn băng. Ok, đợi cho anh em xem tiếp. Rồi, ra đi nha nè. Ra đi trong đêm luôn em ơi. Giờ là đang 4 giờ sáng rồi nè. Đang 4 giờ sáng Việt Nam rồi nè. Rồi, ok. Quá tuyệt vời. Số dư. Ok mà. Rồi, cho anh em xem. Hiện tại này đang có 4 kỹ năng này mà. 4 kỹ năng, ui. Ấn nữa này nè, ấn thủ lý 22 nữa nè. Phải đăng. Quá chắc luôn. Một ngầm bộ 540. Khăn băng, sinh lực 25. Khăn lực khăn lôi. Khăn lôi. Sức đồ quá đẹp nè mà. Xe hạng 31. Đó. Hiện tại cái ấn này server đang có giá là khoảng 5 cho đến 7 triệu ấn này nha nè. Ấn thủ lý 5 đến 7 triệu nè mà. Cái này đang có 1, 2, 3, 4 cái này cũng có, 4 cái này cũng có. 1 nè, 2 nè, kèm với căn khôn trên đầu nó là 4 cái này cũng có nha mọi người. Tầm xích đồ này tiền không nè mọi người, 1 ngựa vòng sáng 5 triệu nè, bảo hộ 5 triệu nè. Này 5 triệu, cái này cho 7 triệu rồi, 12. Cái này cho 6 triệu là 19. 19, rồi, mấy món này thì 3 dòng này rẻ. 19 này cho khoảng 2 cái này khoảng 1 triệu nữa nè, 20. 20, 21. Công ty này khoảng 3 triệu nữa. Tổng xích đồ này tương đương gần 25 củ nữa mà. Gần 25 củ Việt đồng. Khá dữ nữa mà. Đời này mới tính đồ rồi, chưa tính ạc nữa nè. Chưa tính cái xác này nọ sách vỡ nữa nha nè. Chỗ này quá khủng nữa mà. Tầng chủ môn Thúy Yên này không biết rồi. Đánh khỏe như thế này, bữa ca tốt thì sẽ lên tầng chủ môn của môn phái đó thôi. Rồi, nói chung thì không gì hơn thì cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ cho cao thủ Huỳnh Ca, một cao thủ Thúy Yên tầng chủ môn. Rồi đã ủng hộ Khải cái gia truyền này mà. Hẹn em ở những video tiếp theo nhé. Có sandbox nữa Khải sẽ lên video anh em xem nha. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha em ơi. Bye bye. Trời quá bình.